The pop culture event of the year is coming to Heyu, and you won't want to miss it. With Kendall Jenner and Gigi Hadid lighting up the planet's sexiest runway with the Victoria's Secret Angels, and live performances with Lady Gaga, Bruno Mars, and The Weeknd. Plus the unveiling of the 3 million Donna fantasy bra. This is the one night this holiday season worth staying in for. The Victoria's Secret Fashion Show 2016. Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam. Show thời trang hấp dẫn nhất hành tinh. Đại tiệc giải trí cả thế giới đón chờ với sự góp mặt của Lady Gaga, Bruno Mars, The Weeknd. Victoria Serenade Fashion Show 2016, 12 giờ và 19 giờ 30 ngày 6 tháng 12 trên kênh Let's Week. Adiba đẩy lùi khô sạm ngăn ngừa nếp nhăn, giảm viên mới siêu tiết kiệm.